Đây là bữa sáng của em Cún. Em Cún ăn sáng đi. Em Cún ăn sáng gì đấy nè. Em Cún ăn sáng với bố. Bố ăn mì, còn em Kiều đã ăn sáng rồi. Em Kiều đang chuẩn bị làm show đây. Thổi bóng, em Kiều đang thổi bóng nha. Đây là buổi sáng thứ hai. Hôm nay em Kiều được nghỉ học tại vì là ở Logan là extra holiday, vừa mới thoát khỏi lockdown.